Xin chào toàn thể anh em đã quay trở lại với kênh Hoài Bãi nha anh em. Hôm nay Hoàng lại sưu tầm được một cây máy tuyệt đẹp cho anh em đây. Đó, một cây Huvana 235 làm gì máy đẹp như băm thủ luôn nha. Đó, máy này xài rất là ít anh em, tuyệt đẹp, siêu mới anh em nha. Đó, bít tông bao sọc ngang, bao trắng trẻo cho anh em nha. Tem mác thì không thiếu một chỗ nào luôn. Đó, như máy thùng nha, 34cc. Con này là nòng bao nhiêu, nòng cỡ 40 đấy nha. Con này cc nó lớn hơn, nhưng con này em thấy máy lớn lắm anh em. Đó, tuyệt đẹp, tuyệt cú mèo cho anh em. Đây, thông số máy đây anh em nhé. Wow, cực mới, đẹp len keng sà beng cho anh em. Con này là trọng lượng của nó để em cân ký cho anh em đây. Đó, con này là 6kg anh em nhé. Đó, 6kg cả lam xích, lam dài được 40 phân, sử dụng được 35 phân nha anh em. Lam dài 40, sử dụng 35 phân. Quý quay kêu viên siêu đẹp cho anh em nha. Để em test nổ anh em xem, giật trợ lực nha. Lên nha anh em nhé, bật lên là bật máy này để bật nổ nha, lúc tắt máy là anh em gạt xuống nha. Đó, em hướng dẫn video nổ anh em luôn này. Trước tiên anh em sử dụng là đổ xăng pha nhớt vào đây, pha tỷ lệ, nếu mà nhớt thường pha tỷ lệ 1:15, đó nhớt xịn anh em pha tỷ lệ 1:30, nhớt xịn là nhớt đắt tiền anh em, nhớt 200.000 một chai là nhớt xịn anh em nhé, còn nhớt dưới 100.000 là nhớt thường, pha tỷ lệ nhiều hơn. Đó, anh em bơm xăng, nhớ nó bơm xăng này, đó bơm xăng lên đầy đúng này. Rồi các bác kéo e ra. Đó, kéo e ra, công tắc bật lên. Đó, giật nó nổ rồi anh em đẩy e lại. Rồi, giật nó nổ lại lần nữa. Rồi anh em bóc ra cái là tự nó về găng ti bình thường nha. Lúc tắt máy là anh em gạt này xuống này. Đó, là tắt máy nha. Thắng xích đầy đủ cho anh em này. Đó. Đó, ok, không thiếu một bộ phận nào của cái máy đẹp, cực đẹp. Rồi. Cây này hiện tại đã có chủ đặt đặt máy rồi anh em nhé, đã có người đặt máy rồi. Đó, hôm nay em sẽ quay video này cho anh em tham khảo. Đó, để anh em xem, cho anh em biết thêm về các loại máy cưa đẹp anh em nhé, cưa bãi đẹp. Chứ bên em có hàng thùng nhưng mà em không bao giờ quay hàng thùng
hàng máy mới nha anh em nhá. Bây giờ máy mới cực nhiều luôn, nhưng mà em không có quay máy mới nha, chỉ quay những cây máy đẹp cho anh em để anh em xem. Anh em nào có nhu cầu thì anh em liên hệ qua Hoàng Máy Bãi. Còn anh em nào chưa có nhu cầu hoặc là anh em thích xem những cái cây máy bãi mà còn cực đẹp thì anh em đăng ký kênh Hoàng Máy Bãi để cùng nhau xem những cây máy đẹp anh em nhé. Giá cả thì anh em có thể thương lượng qua bên Hoàng Máy Bãi, có nhiều dòng máy giá rẻ và giá cao cũng có nha anh em nhé. Đó, mà anh em mình cùng xem những cây máy đẹp như này đó, để em cũng đam mê với cái dòng máy này nhiều. Anh em máy bay bãi mà em làm chuyên hàng bãi mà, nên phải có đam mê, nên về những cái cây máy đẹp như này là rất là sung sướng để quay cho anh em cùng xem đó. Anh em cùng xem và thấy những cái cây máy này người ta xài rất là ít, bởi vì bên này là nước ngoài người ta xài với ít vậy thôi anh em, chứ hàng Việt Nam mình thì anh em biết rồi, mua là xài là bao giờ hư là bỏ, chứ không có vất đi làm gì nữa đó. Nên bên nước ngoài ta xài rất là cẩn thận và giữ được cái máy đẹp như này, anh em về Việt Nam anh em mình xài còn trắng trên anh em đó, rất là đẹp. Anh em thấy những cây đẹp này là ít khi có anh em, lâu lâu bên em với sưu tầm, với nghĩa là em là đi mua lại của mấy cửa hàng lớn anh em, mấy ở mấy cái trên cảng ấy, người ta lựa những cây đẹp ra người ta bán lẻ đấy anh em, thì em mua lại người ta với giá nó tốt hơn chút và em bán lại cho anh em và quay cho anh em xem. Đó, em cũng thích sưu tầm những cây này, muốn những cây này về đẹp để quay cho anh em cùng xem nha. Đó, anh em nào thấy những cái video Hoàng Máy Bãi mà nhiều cái máy đẹp anh em, đăng ký kênh để em lên những cái video mới tiếp theo cho anh em để cùng nhau xem những cái cây máy đẹp anh em nhé. Ok, xin chào tất cả các anh em. Anh em nào mua hàng xin liên hệ qua số điện thoại 0345050399. Đó, em có Facebook là Hoàng Máy Nhật nha anh em nhé, có YouTube là Hoàng Máy Bãi, đó, Zalo cũng Hoàng Máy Bãi luôn anh em nhé. Ok, xin chào tất cả các anh em, hẹn anh em ở video tiếp theo của Hoàng Máy Bãi nha anh em.